giới thiệu về mình. Mình tên là Dương. Mình là đứa vẽ và mình làm việc cho công ty này. Được bao lâu rồi? Bạn là tham gia, bạn bắt đầu làm việc cho anh Hai kể từ khi cái dự án bên khu resort bắt đầu không ạ? Bạn tham gia phần nào của bên trong dự án? Bạn cảm thấy môi trường làm việc của công ty như thế nào?